Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, trang 12-13, tuần 21, bài 5, Ngày hội rừng xanh, sách kết nối tri thức. Bài tập số 1 nhỏ, viết 2 đến 3 câu nêu những điều em biết về rừng qua phim ảnh, sách báo. Gợi ý, em biết đến khu rừng đó nhờ đâu? Cây cối trong khu rừng đó như thế nào? Trong khu rừng có những con vật gì? Như vậy các em sẽ dựa vào hiểu biết của bản thân và trả lời các câu hỏi gợi ý để hoàn thành bài tập này. Tức là chúng ta sẽ viết 2 đến 3 câu nêu những cái điều em biết về rừng. Ví dụ như là em biết đến khu rừng đó nhờ đâu? Cây cối trong rừng thì như thế nào? Trong khu rừng có những con vật nào? Thì các em có thể tìm hiểu về một số khu rừng như là rừng Nam Cát Tiên, này, rừng quốc gia Cúc Phương, rừng Thông Bản Án, rừng Tràm Trà Sư, rừng U Minh, rừng Nguyên Sinh Bù Mát, hoặc là rừng Nguyên Sinh Ngập Mặn Cần Giờ, vân vân. Thì ở đây cô ví dụ, mùa hè vừa qua em được bố mẹ cho đi thăm rừng quốc gia Cúc Phương. Đây là khu rừng bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng. Cây cối ở đây rất đa dạng, phong phú, mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Các loài động vật ở đây cũng rất đa dạng, như loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, ghi lại các địa danh có trong đoạn văn dưới đây vào chỗ trống. Vườn quốc gia Cúc Phương là một khu bảo tồn thiên nhiên thuộc 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Đây là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam. Trung tâm vườn đặt tại thị xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Vườn có hệ thực vật, động vật phong phú, có nhiều loài động thực vật, có nguy cơ tuyệt chủng, cũng được bảo tồn tại đây, Nam Anh. Như vậy các em đọc kỹ đoạn văn và chúng ta ghi lại các địa danh có trong đoạn văn. Như vậy các em thấy ở đây có các địa danh nào? Đó là Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Rồi, Việt Nam. Rồi tiếp theo nữa là xã Cúc Phương, huyện Nho Quan. Như vậy, các địa danh có trong đoạn văn là các địa danh có trong đoạn văn là Ninh Bình, Thanh Hóa, rồi Việt Nam, xã Cúc Phương. Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan. Tiếp theo bài tập số 3 là bài tập A hoặc B. A. Điền vần yêu hoặc là ưu vào chỗ trống. Như vậy chúng ta sẽ điền vần yêu hoặc là ưu vào những chỗ trống dưới đây thì các em đọc kỹ các câu. Cứ chiều chiều bầy hươu lại rủ nhau ra suối uống nước. Vậy ở đây chúng ta sẽ điền vần yêu. Cứ chiều chiều
Bài bài hưu. Bầy hươu lại rủ nhau ra suối uống nước. Buổi sáng tiếng chim khứu lạnh lót khắp vườn. Buổi sáng tiếng chim khứu lạnh lót khắp vườn. Mặt trời chiếu. Mặt trời chiếu. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống vườn cây. Tiếp theo B nhỏ, tìm và viết tên các sự vật có tiếng chữ ất hoặc là ất trong tranh. Vần ất, vần ất, ất. Ví dụ như vần ất thì có là tất, ất là có bậc thềm. Như vậy chúng ta dựa vào kiến thức mình đã học để chúng ta tìm viết tên các sự vật. Đầu tiên, tên các sự vật có tiếng chứa ất. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây là bạn bạn gái đang mang tất nè. Rồi tiếp theo thì các em thấy ở đây là một cái cây. Cái cây có những cái trái này. Thì trái này gọi là quả này gọi là quả Phật thủ. Như vậy ở đây chúng ta có là từ quả Phật thủ. Thì tiếng tiếng Phật chứa vần vần ất. Rồi tiếp theo nữa là các em thấy ở đây bạn nữ đang đang cầm một con lạch đạch. Như vậy đó là chúng ta được một từ nữa, đó là lạch đạch. Rồi tiếp theo, vần ất thì có là bậc thềm. Rồi như vậy ở đây chúng ta thấy có một cái dàn, ở đây là có những cái quả gấc, đó là gấc, quả gấc. Rồi như vậy chúng ta đã quan sát tranh và chúng ta viết tên các sự vật có tiếng chứa vật ất hoặc là ất ở trong tranh. Tiếp theo số 4 nhỏ, ghi lại một số địa danh nổi tiếng ở nước ta mà em biết, ví dụ như là Đà Nẵng. Thì các em dựa vào sự hiểu biết của bản thân để chúng ta ghi lại một số địa danh nổi tiếng của nước ta mà em đã biết, ví dụ như Đà Nẵng nè. Rồi Đà Lạt nè. Rồi Sapa. Hoặc là Nha Trang, Vũng Tàu. Hội An. Hội An rồi Huế, vân vân. Rồi tiếp theo câu số 5, viết 1 đến 2 câu về một loài thú sống trong rừng, tên gọi đặc điểm. Thì ở phần này các em cũng dựa vào sự hiểu biết của mình để mà hoàn thành bài tập này. Chúng ta sẽ viết câu về một loài thú ở trong rừng. Ví dụ như là ở trong rừng chúng ta có gà rừng. Gà rừng thì như thế nào? Gáy đánh thức khu rừng. Gáy đánh thức khu rừng. Rồi, chim công thì như thế nào? Chim công thì có cái bộ lông, có bộ lông sặc sỡ. Có bộ lông sặc sỡ.
Rồi như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi và bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.